tại sao lại không được giải quyết được bệnh, và tại sao cái số người bệnh càng ngày càng nhiều hơn. Mình phải tìm ra một cái mới, hãy làm một cái điều gì đó. Trong dòng hồi ức, nhà khoa học Phương Dung kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Sớm có niềm đam mê với nghiên cứu hóa sinh và thảo dược. 21 tuổi, bà chọn một hướng đi riêng. Công trình nghiên cứu chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng của bà đã gây tiếng vang lớn, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp Việt, là tiền đề thúc đẩy bà dấn thân sâu hơn vào con đường nghiên cứu các sản phẩm organic. Năm 1999, bà được cử đi đào tạo tại Mỹ. Hình ảnh một người phụ nữ Việt hùng hồn thuyết minh những ý tưởng táo bạo với niềm đam mê mãnh liệt đã gây bất ngờ với các nhà khoa học nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Ngay lập tức, bà nhận được lời đề nghị hợp tác làm việc với mức lương 150.000 đô la mỗi năm. Mức lương trong mơ với rất nhiều người, nhưng niềm tự tôn dân tộc và tình yêu với dược liệu đã thôi thúc bà trở về quê hương. Năm 2005, công trình nghiên cứu chế phẩm sinh học chiết xuất từ thảo dược do nhà khoa học Phương Dung cùng giáo sư Đái Duy Bát đã gây tiếng vang lớn tại Đại hội Côn trùng Toàn quốc. Công trình như một lời khẳng định đáp lại những hoài nghi đã tồn tại nhiều năm trước đó về ý tưởng tìm ra một loại chế phẩm sinh học an toàn mà vẫn hiệu quả trong phòng ngừa sâu bệnh. Đằng sau những thành công ấy, một niềm khao khát vẫn luôn cháy bỏng trong con người bà Phương Dung. Điều bà thực sự muốn là phải tìm ra một thứ khác biệt, nâng tầm giá trị thảo dược Việt, giải pháp mới bảo vệ sức khỏe con người. Hành trình đi tìm thứ khác biệt bắt đầu. Đó là những ngày vô cùng gian nan đồng hành cùng bà con nông dân trên các cánh đồng dược liệu để hiểu rõ hơn về công dụng của từng loại thảo dược. Là những ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm bất kể ngày đêm. Giống như là mình đang mò kim ở đáy bể. Chúng tôi dùng hết cái phương pháp này đến phương pháp kia, rồi tất cả những cái công nghệ truyền thống thì đã dùng hết rồi. Nhưng mà thực sự là không có hiệu quả. Và trong rất nhiều năm, thực sự là rất là cực khổ. Nhiều lúc mà tôi cũng đã tính đến cái chuyện bỏ cuộc. Trồng ra mà có bán được đâu, đắp đống ép vào đây, chả bán được ít nào. Tập trung tìm hiểu cách làm của các nhà khoa học trên thế giới, cùng với việc đúc rút những kinh nghiệm qua thực tiễn nghiên cứu, bà Phương Dung nhận ra mình cần phải thay đổi hướng đi. Mường tượng của bà về một thể nước đặc biệt, chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, có thể hồi sinh sự sống, tái tạo một cơ thể khỏe mạnh. Đó là một thể nước lóng lánh như đá sapphire với công dụng tuyệt vời chưa từng có. Đó sẽ là một cuộc cách mạng thay đổi nền y học toàn cầu. Quyết định thay đổi phương pháp nghiên cứu, bà Phương Dung nhận ra công nghệ hoạt hóa sinh học có thể chắt lọc và bảo toàn các hợp chất thiên nhiên, kháng sinh thực vật, vi khoáng vi lượng có trong thảo dược, phân tách các tinh chất ấy thành nano phân tử với kích thước vô cùng nhỏ để chúng dễ dàng thẩm thấu vào sâu từng tế bào trên cơ thể con người. Hàng nghìn ngày nghiên cứu, hàng triệu thí nghiệm thất bại nhưng không thể ngăn cản quyết tâm đi đến cùng của một nhà khoa học chân chính. Tôi rất thán phục nhà khoa học Phương Dung đã miệt mài và say mê với cái công việc của mình, không từ bỏ. Nhiều lúc còn tưởng như là phát khóc lên không thể đi tiếp được nữa, nhưng mà đã kiên trì dẫn đến thành công kết quả của ngày hôm nay. Giáo sư của tôi còn phải nói một điều. Đây là một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng nó sẽ thay đổi cả thế giới này. Và khi mà chúng ta nghiên cứu thành công những cái sản phẩm kiềm này, nó đạt tới 4 cái cơ chế chữa lành. Cái cơ chế thứ nhất là cơ chế hấp thụ sâu vào trong nõi hay là ti thể tế bào. Cơ chế thứ hai là cơ chế tạo ra sự cân bằng kiềm và axit, nó gọi cân bằng chuyển hóa. Cơ chế thứ ba là đào thải tất cả độc tố ra khỏi cơ thể. Và cơ chế thứ tư là cơ chế tái tạo tế bào bị tổn thương được lành. Với 4 cơ chế, nó tạo ra một cái sự vòng tròn khép kín, một cái sự hoàn hảo của kiềm sapphire. Tìm ra kiềm thảo dược sapphire đã khó, để chứng minh hiệu quả của thứ nước kỳ diệu ấy đối với sức khỏe con người còn khó hơn bội phần.
Không do dự, bà Phương Dung và cộng sự đã tự mình trải nghiệm, đưa dòng nước kiềm đó vào chính cơ thể mình để cảm nhận sự thanh lọc và đổi thay mỗi ngày. Khó khăn còn đến từ việc triển khai xây dựng một quy trình sản xuất khép kín, từ việc thiết lập những vùng chuyên canh dược liệu an toàn đến khâu điều chế, đóng gói tại nhà máy sản xuất. Tất cả phải trải qua một quy trình kiểm định vô cùng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Kiểm Saphir không khoan nhượng với bất kỳ khó khăn nào để mang đến cho mọi người sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Lửa thử vàng gian nan thử sức, mọi nỗ lực của biết bao con người đã được đền đáp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kiểm Saphir đã tạo tiếng vang lớn tới các nhà khoa học, các chuyên gia y tế trong và ngoài nước. Mở ra hướng đi mới cho những căn bệnh nan y, giải pháp giúp cơ thể tự lành những tổn thương từ sâu bên trong, cải thiện, nâng cao sức khỏe con người một cách nhanh chóng. Vô cùng cảm ơn là được gặp cái sản phẩm quá tốt, cứu sống người. Từ khi tôi uống kiềm của công ty Kiềm Saphir này, thì tôi khá sức khỏe khá lên rất là nhiều và năng lượng. Tôi làm thì tôi không biết mệt mỏi, mặc dù là mang cái án là ca giáp nhưng mà tôi làm việc không biết mệt mỏi luôn và rất là năng lượng. Chưa nước nào để tìm ra cái kiềm Saphir này cả. Mà là kiềm sinh học hoạt hóa. Cho nên cái kiềm này nó rất tốt và chính vì thế trong những thời gian vừa rồi làm thì kết quả cho người sử dụng rất là tốt. Kiềm có rất nhiều tác dụng trong các cái nhóm bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hóa cũng như là các bệnh lý về cơ xương khớp. Về mặt khoa học nhân chứng thì chúng ta thấy rõ ràng là một số các cái dung dịch Saphir đã được sử dụng trong một số các cái bệnh ung thư thì chúng ta thấy là nó cũng có những cái kết quả rất là khả quan. Từ những cánh đồng dược liệu đến sáng chế độc quyền trên thế giới, từ một người đam mê nghiên cứu hóa sinh trở thành một nhà khoa học tạo ra cuộc cách mạng sức khỏe thay đổi nền y học toàn cầu. Với nhà khoa học Phương Dung, đó chưa phải là đích đến. Điều bà thầm mong ước là có thể đưa kiềm Saphir thảo dược đến với mọi người, mọi nhà, giải quyết triệt để những vấn đề sức khỏe mà y học hiện đại từng phải đầu hàng. Sau những thành công trên hành trình nghiên cứu, nhà khoa học Phương Dung trở về với cuộc sống đời thường với sự giản dị vốn có. Bà thường dành nhiều thời gian lắng nghe câu chuyện của những người bệnh xung quanh mình, giúp họ vững tin hơn trên hành trình đấu tranh với bệnh hiểm nghèo. Đôi khi, bà lại đồng hành cùng bà con trên những cánh đồng dược liệu. Người dân nơi đây gọi bà một cách trìu mến là nhà khoa học của nông dân, người đã mang đến giải pháp sức khỏe mới cho cộng đồng, nhưng vẫn luôn lắng nghe và thấu hiểu, vẫn đau đáu tìm cách cải thiện cuộc sống của bà con vùng dược liệu mỗi ngày. Nhờ có nhà khoa học, họ cũng tin hơn vào tương lai của dược liệu Việt và tin vào sứ mệnh mà nhà khoa học Phương Dung đang thực hiện. Kiềm Saphir là cuộc sống của tôi. Tôi mong có thể đưa kiềm thảo dược đi khắp thế gian này để muôn người, muôn nhà có một cuộc sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.